Hôm nay, Exo sẽ giới thiệu đến các bạn máy hút bụi công nghệ Camry chuyên sử dụng dọn nội thất trong gara ô tô. Máy sử dụng motor lỗi than, giúp hút bụi mạnh mẽ, dễ dàng thu gom mọi rác thải, bụi bẩn, nước thải một cách hiệu quả. Phụ kiện đi kèm bao gồm ống hút mềm, ống hút inox, chổi tròn, đầu hút khe, bàn hút bụi và nước. Bên cạnh đó, ống hút có thể thay đổi chiều dài giúp bạn dọn vệ sinh ở gầm ghế hay vị trí xa tầm với. Hầu hết, tất cả các dòng máy hút bụi Camry đều có thiết kế nhỏ gọn. Đồng thời, với hệ thống bánh xe giúp di chuyển dễ dàng,